Ôi, nhìn thấy cái gương mặt của Kinh nó gọn lại hen, nó khác lúc đầu đúng không? Cái mặt lúc nãy nó tròn do cả nhà thấy không? Mới làm đi thôi mà Tinh đã cảm thấy là mình trẻ như thế nào. Hai cái chân mày nó căng lên, nó nâng cao lên á, nó căng ra nè. Rồi xong rồi da nó căng bóng mịn ha. Và hai cái đường rãnh này nó cũng nó không bị sâu nữa. Và đặc biệt là hai cái phần này nè, hai bên này nó hai bên đây nè. Nó gọn, nó thon vô, và cái điều này là cái điều mà rất là thích. Mình Tin chỉ biết nói với tất cả mọi người, chúng ta phải tự tin với bản thân mình. Chị em phụ nữ ơi, không ai có thể gọi là đẹp tự nhiên theo thời gian được hết. Theo thời gian thì chúng ta cũng phải già, phải xấu đi. Và chúng ta ngăn chặn cái điều đó, giữ được cái thanh xuân của mình hay không là do ở chính chúng ta. Và hãy đến với BB Thanh Mai, mọi người sẽ trở thành người phụ nữ không tuổi. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 66 17. BB Beauty, BB Thanh Mai.